Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại DK Eyebrow & Beauty 61 Nguyễn Công Trứ. Và ngay bên cạnh mình đây là chị Thùy Vân, cựu thành viên của ban nhạc TikTok. Chị Vân thì đang sử dụng dịch vụ combo xóa sửa và điêu khắc lông mày tại DK. Và hôm nay thì chị Vân có quay trở lại để tiếp tục cái liệu trình hút của mình. Chị Vân ơi, chị có thể cho em và các bạn đang xem cái clip này được biết ý, là lý do gì mà mình tìm đến DK để sửa lại cặp lông mày cho mình không ạ? Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi clip này. Để Vân tâm sự thật là Vân cũng đã từng phun xăm lông mày qua rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà thực sự để mà chọn lại nơi đây là một nơi để dừng chân, Vân hy vọng là cũng là nơi dừng chân cuối ở từ giờ đến tận khi nào mà Vân già lắm rồi thì cũng vẫn dừng chân tại DK Eyebrow thôi. Tại vì là không có nơi nào mà lại có một cái dịch vụ rằng là hút mà không bị đau quá. Bởi vì là Vân cũng nghe rất là nhiều người tâm sự rồi, vì hút những cái hút laser này thì rất là đau. Thế nhưng mà thực ra ở đây các em đã đưa về những cái công nghệ rất là mới, rất là hiện đại để làm sao giúp cho khách hàng là hạn chế cơn đau một cách coi như là mạnh nhất. Thì sau khi mà hút xong thì đã có máy xì hơi lạnh vào, thì có nghĩa rằng là Vân không cảm thấy cái sự đau rát nữa. Và cái thứ nhất là như vậy. Thứ hai là sau khi hút thì Vân thấy rằng là các cặp lông mày của các khách hàng từ trẻ cho đến già quá đẹp và quá tự nhiên đi. Điều đó làm cho Vân quên hết tất cả những cái ngại ngần khi mà mới tìm hiểu về cái công nghệ này để mà đến để hút và laser để xóa đi cái cặp lông mày cũ. Bởi vì là cũng bao nhiêu năm rồi cứ xăm chồng chéo lên nhau thì cái màu mực rất là sâu và nó đã bị biến màu đi thành xanh thành đỏ, rất là không đẹp, rất là không thẩm mỹ, và thậm chí nó làm cho khuôn mặt mình già đi nữa. Thế cho nên rằng là DK Eyebrow thì Vân nghĩ là đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu. Khó tính nhất của các khách hàng mà kích tính nhất là làm sao lông mày đẹp, nét, tự nhiên và thật là trẻ. Thì trong cái việc mà sử dụng dịch vụ xóa laser bên em ấy, thì mình có khó khăn gì trong cái việc kiêng khem không hả chị? Thực ra đấy, như lúc đầu Vân đã nói, cái công nghệ mới như này nó quá tuyệt vời. Bởi vì sao? Ngoài cái chuyện hạn chế sự đau đớn mà nó lại còn giúp cho mọi người do ăn uống không phải kiêng khem gì cả, không hề một tí gì kiêng khem. Thậm chí là sau khi hút xong là các bạn nữ có thể là trang điểm ngay tại chỗ rồi đi làm, đi tiệc, đi chơi là có thể không phải kiêng khem gì nữa. Đấy là cũng điều rất là tuyệt vời. Thế chị Vân ơi, là một người phụ nữ yêu làm đẹp thì chắc hẳn là chị đã đến rất nhiều trung tâm làm đẹp nổi tiếng cũng như là cao cấp. Thì chị đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ cũng như là đội ngũ nhân viên tại DK ạ? Thực ra Vân chỉ có một hai từ để nói thôi, đó là tuyệt vời. Hơn nữa là đội ngũ các em nhân viên ở tại đây ấy, thì là quá là chu đáo, nhẹ nhàng, ân cần với khách. Một ngày các em tiếp không biết bao nhiêu khách nhưng mà các em chưa quên lịch của bất kể một ai. Đấy là một điều cực kỳ là tuyệt vời. Em cảm ơn chị khi mà đã tin tưởng tới sử dụng dịch vụ tại DK và cũng đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi mà em đặt ra. Em chúc chị sẽ luôn xinh đẹp và luôn khỏe mạnh nhé chị Vân nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của DK Eyebrow ạ. Cảm ơn em.